Giờ đã đến lúc ta phải ôn thi và ta sẽ cố quyết tâm vượt qua kỳ thi lần này. Để thi chỉ mong không khó, thời gian chỉ đếm trên những ngón tay. Tôi đang lo chỉ còn vài ngày, chỉ mong gặp được bạn tốt hãy cho tôi chép hết bài này. Kỳ thi phổ thông quốc gia vài hôm nữa là sẽ đến, chỉ mong tôi qua và đỗ nhưng đúng mùa rồi. Thật khổ cho tôi nhưng tôi vẫn phải cố vượt qua kỳ thi lần này để mẹ cha vui từng ngày. Bao ngày cuối tôi sẽ ôn để có kết quả cao, chỉ mong trở thành thầy giáo và công an yêu lâu lưng vầy chào. Và tôi cũng chẳng biết tương lai tôi sẽ phải ra sao. Để mẹ cha tôi chẳng ngờ, để dòng họ tôi được nhờ, để mai này có tương lai đẹp tươi đang phía trước. Sẽ không chỉ mây và tôi, chỉ ôn thi mà thôi tôi sẽ làm điều ấy và cố gắng qua kỳ thi lần này. Qua lần qua kỳ thi ấy, rồi sẽ đến một ngày tôi có điểm cao, sẽ không phải suy nghĩ rằng tôi sẽ đỗ vào đâu. Mong rằng là một trường cho tôi biết bao nhiêu điều và tương lai sẽ thật nhiều. Mà giờ đây tôi cũng chẳng biết rằng mình có đỗ hay không. Nhưng tôi vẫn cố để đạt được mục đích. Ok, tôi hay ngày vẫn chỉ vào ôn để có thành công. Chỉ đợi trường đại học nào đó sẽ cho tương lai tôi đẹp hơn. Chỉ mong điều này đã có để cho tôi sẽ chẳng phải lo. Vượt qua kỳ thi lần này để mẹ cha vui từng ngày. Bao ngày cuối tôi sẽ ôn để có kết quả cao. Chỉ mong trở thành thầy giáo và công an yêu lâu lưng vầy chào. Và tôi cũng chẳng biết tương lai tôi sẽ phải ra sao. Để mẹ cha tôi chẳng ngờ, để dòng họ tôi được nhờ, để mai này có tương lai đẹp tươi đang phía trước. Sẽ không chỉ mây và tôi, chỉ yêu thi mà thôi tôi sẽ làm điều ấy và cố gắng qua kỳ thi lần này. Kỳ thi phổ thông quốc gia vài hôm nữa là sẽ đến, chỉ mong tôi qua và đỗ nhưng đúng mùa rồi. Thật khổ cho tôi nhưng tôi vẫn phải cố vượt qua kỳ thi lần này để mẹ cha vui từng ngày. Bao ngày cuối tôi sẽ ôm để có kết quả cao, chỉ mong trở thành thầy giáo và công an yêu lâu lưng vầy. Và tôi cũng chẳng biết tương lai tôi sẽ phải ra sao. Để mẹ cha tôi chẳng ngờ, để dòng họ tôi được nhờ, để mai này có tương lai đẹp tươi đang phía trước. Sẽ không thể may mà tôi, chỉ ôn thi mà thôi tôi sẽ làm điều ấy và cố gắng qua kỳ thi lần này. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì kỳ thi phổ thông quốc gia sắp đến rồi. Thì hai bạn này cũng sắp phải thi. Thì thôi thì chúc cho tất cả các bạn là một bài bản cover, một bản bài chế. Đây là một bài chế của anh Nguyên Zenda, một ca khúc Đếm Ngày Xem rất là hay. Và chúng tôi đã chế thành bài Đếm Ngày Ôn Thi. Rất mong tất cả các bạn ủng hộ. Nhớ like và subscribe. Nhớ like và subscribe nhé.